Vâng, quý vị các bạn hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu tiếp theo giữa Kuran Jushijin và Skyler Woodwork. Các trận thi đấu của giải Premier League năm nay sẽ được thi đấu liên tục với một thể thức thi đấu chạm năm, thì một trận thi đấu diễn ra rất nhanh. Hiện tại thì trong hệ thống phát sóng của chúng tôi sẽ có hai bàn thi đấu là Table 1 và Table 2 đều được phát sóng trực tiếp trên tất cả các hạ tầng phát sóng của Vietcontent và Vietnam Milag Promotion. Vừa rồi là một pha thủ bi rất tốt đến từ vị trí của Kuran Jushijin. Sau khi nhận thất bại 3 năm trước Albion, thì Skyler Woodwork đã phải bước ngay vào bàn thi đấu để tiếp đón tay cơ người Ba Lan, người đã vừa hạ gục Thiện Lương của chúng ta với tỷ số 5-0. Đây là một cú A băng đầu tiên không thành công của Skyler Woodwork tính đến thời điểm hiện tại sau trận đấu vừa rồi trước Albion. Kuran Jushijin, người đang thi đấu ở trên màn hình là tay cơ người Ba Lan và hiện đang xếp hạng thứ 19 trên bảng xếp hạng của Metropool. Skyler Woodwork thì xếp hạng 30. Như vậy là 5 bi mục tiêu trên bàn đều nằm ở vị trí rất thông thoáng và không có một tình huống nào ở đây. Như vậy là một cú Kulev phê 3 băng có phần hơi nhẹ lực của Kuran. Tuy nhiên đây cũng sẽ là một tình huống bi không quá khó. Sẽ là một cú trích vừa lực kéo bi cái ngang sang để điều bi số 9. Như vậy tỷ số được nâng lên 1-0 dành cho Kuran Jushijin. Trên bàn thi đấu bên cạnh bàn số 1 thì Shane Van Boning cũng đang có cuộc đọ sức trước Wu Kulin, người Đài Bắc Trung Hoa. Ngay sau trận thi đấu của Kuran Jushijin và Skyler Woodwork sẽ là trận thi đấu cuối cùng trên bàn Table 2 ở lượt thi đấu đầu tiên ngày hôm nay, là cuộc đối đầu giữa Alex Bakulean và Wu Kulin.
Như vậy là một cú phá bi không tốt của Skyler và không ăn được bi mục tiêu nào xuống lỗ. Chúng ta hãy cùng chờ xem Coran có lựa chọn phương án chém luôn bi số 1 hay không. Vâng, cú đánh rất tốt của Coran Jusijin ăn được bi số 1 ở một góc đánh khá mỏng. Tuy nhiên hiện tại thì không rõ bi số 2 là còn đường ăn vào lỗ giữa phía bên tay phải hay không. Ở góc máy quay này rất khó để chúng ta có thể phân tích và dự đoán xem là Coran sẽ lựa chọn là phương án thủ bi hay là ăn bi trực tiếp bi số 2. Có lẽ là Coran đã muốn ăn ngay bi số 2, nhưng đó là một cú đánh thiếu mỏng. Đây cũng vẫn là một tình huống bi khó dành cho Skyler. Việc có thể trô bi ở tình huống như thế này là một cú đánh tiềm ẩn rất nhiều sự rủi ro. Với một cú đánh ở một cự ly có viên bi số 3 đứng cạnh bi số bi cái là một trong những cú đánh gây ra rất nhiều sự bất ổn về tâm lý dành cho các vận động viên. Và đó là một sai số đã diễn ra ở tình huống bi vừa rồi của Skyler. Có chút may mắn khi mà bi cái lại nằm ở vị trí cò tay dành cho Coran. Cú thủ bi hay đến từ cơ thủ người Ba Lan. Hoàng Sao và Tuấn Con đều nhận được lời mời của Max Rumpun ở trong giải thi đấu này. Tuy nhiên hai anh đang gặp cái vấn đề trục trặc với visa cho đến những giây phút cuối cùng thì đã không thể tham gia được. Vâng, một cú sút tê cân một băng bi số 2 chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đạt đến điểm hoàn hảo ở cú đánh vừa rồi. Vâng, cú sút bi rất hay của Coran Jusijin kiểm soát vừa phải bi số 3. Sau khi đã xử lý xong cái tình huống khó nhất là viên bi số 2 thì còn lại những viên bi trên bàn đều nằm ở những vị trí hoàn toàn thông thoáng và không có một tình huống khó nào xảy ra ở đây. Vâng, Coran đã không hài lòng với cái cú điều bi vừa rồi của mình, một cú đánh bị dư lực. Thực tế đây hoàn toàn là một cú đánh có thể chém mỏng ăn trực tiếp. Tuy nhiên là Coran đã tính toán đến một phương án là cân một băng. Và sau khi thực hiện không thành công cú cân đó thì viên bi số 5 vẫn ra ở một vị trí khó khăn dành cho Skyler. Hãy xem tay cờ tham gia rất nhiều giải banh sót trên thế giới có thực hiện luôn một cú cân một băng bi số 5 hay không. Vâng, chỉ thiếu một chút thôi, một chút nữa thôi. Đúng như dự đoán của tôi, Skyler luôn luôn tận dụng lợi thế về việc A băng của mình. Tuy nhiên là ở trong tình huống này, anh đã không may. Bi số 5 lắc lỗ đã dễ dàng hơn cho Coran ở trong tình huống bi tiếp theo. Một món quà rất tốt của Skyler dành cho Coran Jusijin.
Vâng, như vậy ở góc máy quay vừa rồi thì chúng tôi đã không nhìn rõ được. Và như vậy là Kuran Jushijin đã thực hiện lỗi một cú đánh bi số 5, như vậy là không còn đường. Khá may mắn dành cho Skyler Woodwork khi mà ở trong tình huống bi vừa rồi, Kuran đã không thực hiện thành công ăn bi mục tiêu số 5. Skyler cần phải chủ động và kiểm soát tốt hơn về nhịp đánh của mình khi mà ở trong những trận thi đấu này đều được diễn ra với cái thể thức là đánh đến 5. Tỷ số được cân bằng 1-1. Và đêm nay rạng sáng mai thì Thiện Lương, đại diện của Việt Nam, cũng sẽ còn 2 trận thi đấu. Trận 1 là cuộc đối đầu trước Naoyuki Oi và trận 2 sẽ là cuộc đối đầu trước nữ cơ thủ xinh đẹp người Hàn Quốc Seo Seo A, đương kim vô địch của giải Alpha Las Vegas Open 2023 hạng mục nữ. Và bi rất tốt của Kuran Jushijin. Chúng ta cùng phân tích tình huống ở trong ván thi đấu này. Bi số 2 còn đường riêng để ăn trực tiếp. Và đây là một cái má bi có thể gãi luôn bi số 3. Cú cắm cái vừa lực là có thể va chạm vào bi số 3 hoặc bi số 6. Như vậy là Kuran đã lựa chọn phương án là cân một băng bi số 2 để kéo cái vào đầu bi số 6, gãi cái hình bi vừa rồi. Tuy nhiên không may là sau cú gãy bi vừa rồi thì bi số 3 vẫn nằm ở một vị trí không thể ăn trực tiếp. Nhưng đây là một tình huống hoàn toàn có thể thủ chết bi dành cho đối thủ. Không, như vậy là hình như tay cơ người Ba Lan đã tính toán một cú cộng trực tiếp bi số 9 rất hay. Kuran đã thực hiện cú đánh quá nhanh đến mức chúng tôi cũng không thể nhìn ra ngay là ở góc đánh vừa rồi vẫn còn một cái đường có thể cộng trực tiếp được bi số 9. Một quyết định có phần mạo hiểm nhưng vô cùng chính xác đến từ tay cơ người Ba Lan. Và phần thưởng dành cho anh chính là chiến thắng 2-1 ở trong ván thi đấu vừa rồi. Không rõ là ở trận thi đấu của Sven Van Buning thì tỷ số đang là bao nhiêu. Trông nét mặt của Sen có vẻ khá căng thẳng. Nhưng mà có lẽ như Sen đang bị tỷ số ở trận của Sen và Gukulin đang là 3-3. Ta cùng quay trở lại với trận thi đấu giữa Kuran Jushijin và Skyler Woodwork.
Như vậy sau cú phá bi của Skyler thì không có bi nào rơi xuống lỗ. Tiếp tục lại là một cái cơ hội dành đến cho Coran. Hình như là vẫn còn một cái ly nào đó để ăn bi số 2. Chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định tiếp theo của Coran. Ở góc máy quay này chúng tôi rất khó có thể nhận định là viên bi số 2 còn đường hay không. Cú chém rất tốt của Coran. Và đây là một vị trí bi rất đẹp để có thể tính toán ăn ngay. Và hình như với sự đo đạc và tia ngắm như vậy thì viên bi số 2 có lẽ vẫn còn một chút đường nào đó hay chăng? Đây sẽ là một tình huống bi rất nhạy cảm. Có lẽ đây là một tình huống bi thủ thì sẽ là hợp lý hơn. Vâng, đúng là như vậy. Khá khó dành cho Skyler rồi. Đây là một tình huống khi bi cái đã gần như dính sát vào viên bi mục tiêu số 4. Bằng hay của Skyler, tuy nhiên là viên bi số 2 đã để lại đạn còn nguyên đường dành cho Coran. Một cú chém bi số 2 dựng một băng vừa lực lên khu vực giữa bàn để nhìn thấy bi số 3 vừa đủ. Có một chút nào đó va chạm nhẹ bi số 9 cũng không sao. Hoặc tốt hơn thì cài một chút áp phê nhẹ bên tay phải. Vâng, rất tốt. Như vậy là tình huống khó nhất trên bàn là bi số 2 thì đã được xử lý xong và bây giờ những viên bi còn lại đều nằm ở những vị trí đơn giản và không có tình huống gì. Trong những năm gần đây thì các tay cơ người Ba Lan có những phong độ có thể nói là vô cùng tốt. Có thể kể đến như là Viktor Zielinski. Như vậy là có lẽ nếu không có gì thay đổi thì Coran sẽ lựa chọn phương án ăn 6 và 7 cùng vào lỗ 10 và điều bi số 8. Vâng, vị trí đẹp nhất dành cho viên bi cuối cùng ở trong ván thi đấu này rồi. Vâng, như vậy là Coran Josizin đã nâng tỷ số lên 3-1 trước Skyler Woodwork.
good breath. All right, you're taking the break. Leading freely. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu và theo dõi cú D3 tiếp theo của Koran Zuzin. Cú D3 rất uy lực và tay cơ người Ba Lan đã đưa được ít nhất là 2 viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Bi số 2 nằm ở vị trí ngon ăn. Khả năng phá bi của Koran ở trong giải thi đấu này là rất tốt. Như vậy là sau cú D3 vừa rồi thì các viên bi còn lại đều nằm ngay ở những vị trí đẹp nhất ở trên bàn và không có một tình huống nào khó khăn ở trong ván thi đấu này. Vâng, giải thi đấu năm nay thì tất cả đều được đánh đến 5 ở những cái vòng thi đấu ngoài, cho nên một trận thi đấu diễn ra rất nhanh. Trong một lượt thi đấu, lượt live stream một đầu tiên tối nay thì sẽ có ít nhất là 6 trận thi đấu ở trên một bàn và 12 trận thi đấu ở trên 2 bàn table TV. Vâng, một cú trô nhẹ một chút để điều bi số 8 chém một băng điều bi số 9 là xong. Koran Zuzin đang đứng trước ngưỡng cửa có thể bước tới ván thi đấu hưu của trận đấu này. Chỉ còn 3 bi mục tiêu trên bàn. Cú trô 2 băng rất thoát tay, thể hiện một cái tâm lý thi đấu vô cùng ổn định của Koran Zuzin. Kỹ thuật cực tốt. Vâng, như vậy tỷ số đã được nâng lên 4-1 dành cho Koran Zuzin. Gần như trong trận thi đấu này, Koran đang áp đảo hoàn toàn so với đối thủ của mình là Skyler Woodwork. Skyler gần như hoàn toàn chỉ vào bàn với một cái tâm thế là xử lý những cái tình huống bi chạy đạn trước đó của Koran dành cho mình. Và sau khi thực hiện lỗi thì Koran đã đi một cơ và hết bàn. Vâng, như vậy là ở ván thi đấu thứ 6 thì Skyler Woodwork đã thực hiện thành công cú phá bi ăn được bi mục tiêu số 1. Nhưng tuy nhiên thì đã mất đường bi số 2. Khá đen dành cho Skyler. Gần như anh chưa được nắm quyền chủ động ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Skyler đã lựa chọn phương án đánh bi an toàn, đưa bi số 4 ra khu vực dính sát với bi số 5 để tạo tình huống dành cho Koran. Ở đây có lẽ cũng sẽ tiếp tục làm cú thủ bi thôi. Vâng, như vậy là Koran đã quyết định ăn trực tiếp bi số 2, cú chém mỏng rất mềm tay. Tuy nhiên ván đấu này vẫn còn nhiều điều cần phải làm khi mà bi số 4 và bi số 5 đang dính nhau.
Và kể cả có ăn trực tiếp đậu bí số 3 tình huống này thì rất khó để có thể gãy hàng được. Như vậy là Coran vừa thực hiện một cú trô bi rất xa, đưa được bi cái về vị trí nhìn thấy bi số 4. Và chắc chắn là sau đây sẽ làm cú chạy đạn, có thể nói là cực ác dành cho Skyler. Chắc chắn là như vậy. Hoàn toàn nắm quyền chủ động trong trận thi đấu này là những gì mà Coran đang thể hiện. Vâng, ở trận thi đấu bàn bên cạnh thì Sen đang có một cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng trước Wukulin, tỷ số đang là 4 đều. Vâng, và đây là một cái lần A băng thành công mà Skyler Woodward đã thể hiện ở bản lĩnh A băng của mình. Một tay cơ chuyên nghiệp chơi banh sót với những cú A băng vô cùng chính xác. Tình huống bi xứng đáng dành cho Skyler khi anh đã giải quyết cái bài toán rất tốt. Tuy nhiên, vẫn có một cái sự nào đó không được hài lòng cho lắm ở trong tình huống điều bi vừa rồi. Bi cái đang bị cò tay ở khu vực bi số 9. Tôi vẫn nhìn thấy đâu đó tiềm ẩn một cái sự rủi ro, dù là rất nhỏ ở trong tình huống này. Vâng, và y như rằng, quý vị và bạn có thể nhìn thấy ngay sau cái tình huống điều bi cái ở sát bi số 9 như vậy. Tôi đã dự đoán là sẽ có sai sót ở đây khi mà bi cái ở bi số 6 nằm ở vị trí thẳng tắp, là một má đánh rất nặng để có thể điều ra được bi số 7. Trước đó đã là một pha mở má lỗi của Skyler Woodward. Một cú đánh bằng lết bi số 5 khiến cho Skyler đã vội vàng mở một cái má bi không được thuận lợi. Vâng, như vậy là vô tình Skyler Woodward đã biếu không cho đối thủ của mình cái ván đấu vừa rồi. Sau khi thực hiện một cú A, một băng vô cùng hoàn hảo, thì ngay sau đó thì anh đã thực hiện một cú đánh bi số 6 rất amateur. Vâng, và bàn thi đấu bên cạnh thì Sen cũng đã vừa kết thúc trận đấu với tỷ số 5-4 trước Wukulin. Tỷ số là 5-1. Và như vậy Coran Jusezin đã giành